Xin chào các bạn lại quay trở lại với kênh Thùy Linh và Karat. Hôm nay Thùy Linh sẽ lên chia sẻ cho các bạn về cái video thực tế đánh trong bàn chơi luôn. Hôm nay Thùy Linh sẽ vào bàn chơi và các bạn để áp dụng những cái phương pháp mà trước đó Thùy Linh đã chia sẻ cho các bạn. Đó là phương pháp và gấp thép trong Karat nhé. Hôm nay vốn Thùy Linh mang vào đây là 10 triệu. Và mục tiêu lãi chỉ tầm 5% thôi. Vì Thùy Linh không có nhiều thời gian nên chỉ chơi khoảng tầm 5 đến 6 phút rồi. Đây là mục tiêu đưa ra thì hơi thấp một chút, đó là 5% trên cái số vốn mà thế thì các bạn lưu ý chỉnh mới chỉnh phỉnh nhé, thì là 100 500 vốn 10 triệu, cho nên là sẽ đặt cược là khoảng 10% trên số vốn thôi. Ở đây thì Linh đang áp dụng cái phương pháp là gấp thép. Và ở đây cái bàn này nó đang có dấu hiệu bịt cái, nên thì Linh sẽ theo cái luôn. Sẽ đặt vào cửa cái các bạn nhé, tại vì đang có dấu hiệu bịt. Thì vừa áp dụng phương pháp gấp thép thì các bạn sẽ đưa đến mà bắn khẩu bịt cho đến cái cửa. Đang còn 100 mở cửa cái này. Và chúng ta cùng đợi kết quả. Ok nha, 9 điểm húp luôn ở tay đầu tiên các bạn nhé. Như vậy là đã có lãi là 100k rồi. Và đang cái đang bệt ở cái tay thứ 5. Tiếp tục ở cái tay tiếp theo chúng ta lại bám vào cái. Và vì thắng cho nên chúng ta sẽ quay lại cái mức cược ban đầu, đó là 100. Ở đây nó có cái nút lặp lại, các bạn chỉ cần nhấp vào cái nút này cũng được, hoặc là đặt cái phỉnh là 100k. Rồi chúng ta lại đợi kết quả nào. Rồi 7 điểm. Ồ, hòa rồi các bạn ạ. Như vậy ở cái tay thứ 2 này thì đã hòa 7 điểm. Nhà cái sẽ trả lại tiền cho mình. Bệt à, tiếp tục ở cái tay thứ 3 thì mình sẽ đặt cược cái 100k tiếp nhé. Các bạn lưu ý là hiện tại Thùy Linh đang ngồi chơi ở trong bàn chơi tại sảnh game 3D môn Baccarat các bạn nhé. Tại vì Thùy Linh không ngồi ở bên casino, tại vì là ở bên nó có MC người ta ở hiện trường nên là bị đánh bản quyền. Khi mà đưa lên YouTube thì sẽ bị đánh bản quyền. Ôi giời, ở cái tay này tiếp tục là 7 điểm hòa các bạn ơi. Như vậy hai tay liên tiếp là hòa 7 điểm. Và chúng ta mất hai tay hòa. Không sao, chỉ là hơi mất thời gian một chút thôi. Ở tay này tiếp tục chúng ta lặp lại là 100k và cược cái nhá. Vẫn đang tiếp tục là áp dụng phương pháp gấp thép và bám bệt, nhưng chưa phải sử dụng cái phương pháp gấp thép trong cái tay nào cả. Vì chúng ta đang thắng một tay và hai tay liên tiếp hòa. Cùng xem kết quả như thế nào. Rồi như vậy là chúng ta lại húp ở cái tay này 100k. Đã lãi được 200 rồi các bạn nhé. Lãi được 200 rồi. Tiếp tục ở tay thứ 4, chúng ta vẫn bám cầu bệt là ở cửa cái nhé. Vì thắng cho nên chúng ta lại đặt mức cược ban đầu là 100k và cửa cái. Ở bên cái game 3D này thì chơi cũng đơn giản thôi các bạn ạ, cũng rất là dễ chơi và dễ nhìn. Các bạn cũng có thể là chơi ở bên 3D này cũng được. Bên kia thì có MC nói chuyện thì nó cũng vui tai. Các bạn có thể chọn cái bên đó chơi hoặc bên này. Như vậy ở tay thứ tư thì chúng ta lại tiếp tục lãi được 100k nữa. Tổng cộng bây giờ tiền lãi đang được là 300k rồi các bạn ạ, gần đạt mục tiêu rồi. Cái bây giờ đang bệt là 7 tay. Tiếp tục bám cái tiếp nha. Liệu bệt nó có ra ở tay thứ 8 hay không? Chúng ta cùng đợi kết quả. Chúng ta mất
mất ở hai tay hòa. Chứ không, nếu không hai tay hòa đó thì chúng ta cũng đã đủ mục tiêu rồi. Như vậy là chỉ có 7 tay thôi là gãy rồi. Tay này chúng ta đã thua nhá. Thua mất 100k. Không sao, bây giờ chúng ta phải sử dụng đến cái phương pháp gấp thép rồi các bạn ạ. Rồi ở cái tay này chúng ta sẽ gấp thép lên. Mình sẽ đặt cái theo phương pháp mà cấp số nhân đấy. Sẽ x2 cái số tiền lên là 200k. Vì sao mình lại đặt cửa cái? Tại vì mình đang thấy cái dấu hiệu bệt cầu ra cầu bệt là 11. Xem phán đoán của mình có chính xác hay không nhé. Vâng, chính xác luôn các bạn ạ. Chính xác luôn, nhưng mà rất tiếc. Rất tiếc ở đây là super six, cho nên chúng ta chỉ được ăn nửa tiền mà thôi. Chúng ta lãi 200 nhưng mà chỉ ăn được 100 mà thôi. Rất là tiếc. Đáng lẽ chúng ta đủ mục tiêu rồi. Mình gấp thép lên là đủ mục tiêu và dừng lại cái tay này ok rồi. Nhưng mà rất tiếc là ở super six chúng ta chỉ được ăn 100k. Rồi bây giờ chúng ta lại tiếp tục đặt vào cửa con. Cầu vẫn đang là 11, chúng ta đặt vào cửa con 100k nữa. Rồi ok nhá, lại hút luôn các bạn nhá. Lại hút luôn ở tay này, đúng là cầu 11. Hiện tại bây giờ số lãi của chúng ta đã được 400k. Chỉ cần thiếu 100k nữa thôi là đủ mục tiêu là 500k. Tay này tiếp tục đó là cầu 11, mình sẽ đặt vào cái 100k. Nếu như ở cái tay này mà húp thì Thúy Linh đã đủ cái mục tiêu của mình, đó là lãi 5% trên số vốn. Và sẽ dừng lại các bạn nhé. Rất là hồi hộp luôn. Mặc dù là số tiền ít nhưng mà đã đặt mục tiêu thì mình phải hy vọng chứ. Ok luôn, 8 điểm nha. Như vậy là đã đủ mục tiêu rồi các bạn ạ. Lãi 500 trong tầm khoảng 5 phút. Đúng là nếu như không vướng hai cái tay hòa kia thì đấy, mình đã xong rồi trong tầm khoảng 3 phút thôi là đã lãi được 5%. Ok, rất là suôn sẻ và thuận lợi luôn. Và đây là một trong những cái môn chơi mà rất thích hợp để chúng ta có thể kiếm được một số tiền nhỏ nhỏ, số tiền cơm gạo. Các bạn cũng đừng nên quá tham nhé. Tham quá thì chúng ta sẽ bị cuốn và rất là dễ bị xa bờ đó. Chúc các bạn xem video sẽ hiểu rõ hơn và áp dụng trong cái bàn chơi của mình. Và chúc các bạn luôn chiến thắng nhé. Chào các bạn và hẹn gặp lại ở các video sau.